Dạ ma xin phép chào tất cả cô chú anh chị và chào tất cả mọi người. Hôm nay là phiên lăng rừng có ngày 6 tháng 3 năm 2024 nhé. Rồi thì mình tiếp tục về để một số mặt hàng lăng rừng, thì sau công tác chuẩn bị thì mình đã chia ra từng hình và đánh số thứ tự, thì mọi người xem được hình nào thì chốt hình đó nhé. Thì em xin điểm sâu mặt hàng có ngày hôm nay, thì đầu tiên là em có lan hoàng thảo đơn cam nha mọi người. Tiếp theo là lan kiếm bà nà đấy, thì những cái lan rừng quen thuộc ở vùng rừng Con Tum nha mọi người. Em nói chung em chỉ bán hàng rừng Con Tum thôi. Tiếp theo là hôm nay về một loại lan cho hoa rất đẹp và hoa rất thơm nha mọi người. Đấy, cái tên của nó rất là nghe thơm rồi, hương vani nha mọi người. Đấy. Tiếp theo là lan hoàng thảo tam bảo sắc nha mọi người. Đấy. Rồi hai cái gì kiếm ruby nha mọi người. Hoa này hoa cũng rất là lạ nha mọi người, nên hàng này cũng ít có. Đấy. Rồi hôm nay em về lan kiều đấy, một loại lan kiều thì cây thường xanh quanh năm, cho hoa hồng rất là đẹp đấy, và cây cũng rất là dễ trồng nha mọi người. Đấy thì nói chung cái kiều thì cây rất đẹp, bản thân em thấy kiều em rất là thích nha mọi người. Đấy kiều rất đẹp luôn đấy, cái này kiều cam nha mọi người, kiều cam hàng rất là ok luôn nha mọi người. Em chia ra từng phần đấy, 100.000 cho người về sưu tầm. Đấy rồi có hình các cái hình lồng sậu đấy. Rồi thì hàng về lúc nào thì bán lúc đó nha mọi người, thì có ít bán ít, có nhiều bán nhiều, có gì bán nấy nha mọi người, để bán đẹp sao bán xấu. Các cô chú anh chị thì xem thích loại năng nào mọi người về sưu tầm thì mọi người chốt đơn giúp em nha. Dạ rồi, trước khi vào quà chi tiết thì em sẽ giới thiệu kênh của em. Kênh của em là kênh núi rừng Tây Nguyên Channel 2, số điện thoại Zalo liên hệ là 070-611-5694. Mọi người đặt hàng thì gọi tôi trực tiếp trên qua số điện thoại này. Trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn gửi đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Thì là bên em đồng giá ship 30k trên một đơn hàng, ship là ship nhanh, tầm 2 đến 3 ngày thì mọi người nhận được hàng nha. Thì là thấp nhất phí ship là 30k trên một đơn hàng, một đơn 30k, nhiều đơn thì 30k nha mọi người. Mọi người nhận hàng thì thanh toán 30k ship là xong nha mọi người. Thì rồi. Thì ngoài các mặt hàng lan rừng thì em còn chia sẻ thêm sản phẩm trị giá rừng nha mọi người. Thì đến thời điểm hiện tại thì em chưa có sản phẩm lại, thì cây đang trong quá trình chăm sóc phát triển. Đấy, thì mình mới trải qua mùa đông nha mọi người. Đấy, thì hôm nào có sản phẩm thì em sẽ cho thu hoạch, em sẽ tiếp tục chia sẻ cho cô chú anh chị về dùng. Thứ nhất là cô chú anh chị về chưa dùng lần nào thì dùng thử, em về khi mua lan em sẽ tặng dùng thử nhé. Còn cô chú anh chị dùng rồi thì em sẽ tiếp tục chia sẻ cho cô chú anh chị lấy thêm về dùng. Đấy. Rồi thì về cây trà giá rừng thì nó có tác dụng hỗ trợ điều trị dạ dày, diệt vi khuẩn HP, kháng viêm, ăn thần các loại nhé. Thì nó đặc biệt tốt hệ tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày, đại tràng, trực tràng nhé. Rồi các tác dụng kể trên thì em giới thiệu đến cô chú anh chị một cái tài liệu nghiên cứu, tài liệu khoa học nhưng mà đang nghiên cứu tác dụng của polyphenol trong cây trà giá rừng nhưng mà đây một số chỉ số lipid máu, cái này nó liên quan đến mỡ trong máu nhưng mà hay mỡ trong máu nó có các chỉ số từ thấp đến cao. Nếu mỡ máu cao máu nhiễm mỡ mà cao này kia thì nó ảnh hưởng đến quá trình lưu thông hoặc huyết máu trong các mạch máu nhưng mà nó nhiều ảnh hưởng đến quá trình này, nó gây tắc nghẽn sơ vữa và gây vỡ động mạch nhưng mà một số cái mà nó không lên vùng cần thiết thì nó sẽ gây đột quỵ nhưng mà cái máu lên không lên não thì gây đột quỵ. Rồi thì tài liệu này ông đây nó cũng có 8 trang nhưng mà 8 trang mọi người về 8 trang 1 mọi người về đọc thì cũng khá nhanh thôi. Đấy thì như một khi em chia sẻ cái đường link tải tài liệu bên dưới đây này, đấy phần mô tả bình luận nhận xét có cho anh chị về tải về điện thoại máy tính hoặc in như cái tài liệu như thế này mọi người về đọc tham khảo. Đấy rồi thì trường hợp của chú anh chị lớn tuổi thì mà mọi người nhờ con cháu in ra để dễ đọc hơn. Đấy, đó là tài liệu rất bổ ích, nhìn như thế này thôi nhưng rất là quý nhưng mà đấy. Và em giới thiệu sơ qua thì thời gian tới sẽ chia sẻ cụ thể hơn về cái trà giá rừng và các tài liệu liên quan như vậy. Đấy rồi, mọi người theo dõi các mặt hàng lan rừng, em có thể chia sẻ thêm sản phẩm trà giá rừng trên kênh. Mọi người vui lòng nhấn vào nút đăng ký kênh lúc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất mà. À, nhưng mà khi thì em sẽ giới thiệu được đây xuống dưới cho mọi người theo dõi nha. Đầu tiên là lan hoàng thảo đơn cam nha mọi người. Đây, đơn cam, ông rừng em thì hoa nó đỏ rực rỡ rất đẹp nha mọi người. Đấy. Hoa hồng rất là độc đáo. Đấy. Phát hoa nữa này, đấy. Nằm cánh nó lộn ngược lại cái lưỡi lên trên nha mọi người. Đó là lan hoàng thảo đơn cam nha mọi người. Rồi hôm nay em có 4 phần. Đấy, cái phần đầu tiên là một cây nguyên bản, đây đã thất ngọn rồi và chuẩn bị đang có hoa nha mọi người. Đấy, những cây như thế này nó rất ít gặp nha mọi người, đây cây thân dài, cây lớn nha mọi người. Cái mùa trước nó ra hoa này. Đấy. Cái mùa nó ra hoa rất là sai nhưng mà đấy, một cây như thế này thôi là hoa đã rồi. À, mầm còn thì đang lên nhưng mà đấy. Rồi cây nguyên bản là tự nhiên như thế này luôn nhưng mà đấy. Các mắt hoa nó đang sưng hết rồi, đấy, chuẩn bị cho hoa nhưng mà cây này nó dài tầm 40 cm nhưng mà
Đó, này lên được vòng con này đó. Rồi các cái thân cũ nó ngắn hơn mùa này nhưng mà người chăm mùa sau nó dài hơn mùa trước là chuyện bình thường nhưng mà nên cái độ dài hay là phụ thuộc vào quá trình chăm sóc dinh dưỡng nhưng mà rồi cái đầu tiên nhưng mà đấy hoàn thả đơn cao này này gần 40 phân này cái nguyên bản đầu tiên cái này là cái 200 nhưng mà 200 cho cái nguyên bản này đấy, hoàn thả đơn cao cái lâu lâu mới có một nguyên bản dài to như thế nhưng mà rồi tiếp theo là đến hình số 2 100.000 cho 3 nguyên bản lớn này 40 rồi đây là nguyên bản đầu tiên này đấy ngồi tự nhiên nó mọc như thế này nhưng mà cây đang có nụ hoa này đấy, được một thân tơ hai thân tơ này đấy, khi ra hoa thì nó sẽ lên mầm con giống như cây kia nhưng mà đấy còn các mùa trước nó hoa như thế này đó. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này đấy, đây thân tơ đây cũng đang có nụ này. Rồi tiếp theo là cây số 3 này đấy, này thân tơ chuẩn bị có hoa nhưng mà đấy. Rồi ba nguyên bản 100 cho người về sơ tâm hình số 2. Tiếp theo là đến hình số 3, 100.000 cho 3 nguyên bản sống mầm. Đây nguyên bản đầu tiên này, đấy không có một thân tơ này. Đấy. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này, đấy, đây là một thân tơ đang nụ hoa như vậy. Ở đơn cam thì nó thường nó lây một cái thân mầm như thế này nhưng mà. Đấy. Lâu lâu mới có một cái cây nó nhiều thân tơ. Đấy. Rồi cây nguyên bản số 3 này, này được nhiều thân tơ này, đây cây đang nụ như vậy. Đó đang nụ này, đấy, đang nụ này. Đấy. Rồi ba cây nguyên bản đơn cam hình số 3 100. Rồi tiếp theo hình số 4 100.000 cho 10 về người này hàng rồi mọi người về ghép lại. Đây về đầu tiên này, đây thân tơ nó đây này. Đấy. Mùa này thì chuẩn bị đơn cam cho hoa rồi nhưng mà. Nguyên bản số về số 2 này, đây cây thân tơ đây này. Đó, hai thân tơ. Rồi số 3 này, hôm nay được hai thân tơ này. Rồi số 4 này, hai thân tơ này. Rồi số 5 này. Hôm nay con này vẫn gặp này. À, số 6 này cái con này này thân tơ này thân nụ như vậy rồi số 7 này à, số 8 này 9 này đấy, cái số 10 đó. Rồi 10 về nhưng mà 100.000 nhưng mà về sưu tầm hoàn thảo đơn cam nhưng mà hôm nay có 4 phần như rồi tiếp theo ngày hôm nay em có về lan kiếm bà nà một loại lan kiếm cho họ rất đẹp dòng này dòng phong lan như vậy nó mọc ở trên cây rất là cao như vậy đó, chứ không phải là địa lan nha mọi người, hoa phong lan hoa trên cao nha mọi người, rồi lan kiếm bà nà nha mọi người, khi nó đã bung hoa này, rồi cái vỏ hoa của kiếm bà nà nha mọi người, khi nó này, đấy, dòng kiếm có sắc tố ba màu nha mọi người, đấy, và cánh trắng này, đấy, hồng ấy, trên này nó có màu hồng nữa nha mọi người, đó là lan kiếm bà nà hoa to nha mọi người, cái này nó hơi ấy nha mọi người, chưa nở ra được, hoa ba màu nha mọi người, nhìn cánh của nó này, đó. Ba màu nha mọi người, ba màu rất đẹp này. Đó. Rồi kiểu phát hoa của nó thì nó đây, nó lên từ những cái mắt ấy như vậy, từ những cái kẽ ấy này, đó. Những cái kẽ trong này nha mọi người. Thì trên một cái này thì trong này nó có mắt hoa hết nha mọi người. Mùa này nó ra cái này, mùa sau nó ra cái khác nha mọi người. Đó, nó đủ độ dinh dưỡng thì nó sẽ ra hoa trong cái những cái kẽ này. Đấy, mắt hoa nó nằm ở trong này nha mọi người. Rồi hình đầu tiên. Hình số 5, 107 cho cái gì lớn đó nha mọi người. Rồi, đây là một cái nguyên gì lớn này. Đấy. Bòi hoa nó cũng khá là nhưng mà đây này nó cũng có bòi hoa này này, nó ra rồi. Này. Đó, cái đó dòng này nở xuân. Thì vừa đầu thì nó nở trước Tết cái này kia trong Tết. Đấy. Anh cái này mọi người có thể chơi hoa xuân và có thể nở vào dịp Tết luôn nha mọi người. Đấy, đồng hoa này nở sớm nở xuân. Đấy. Rồi, nguyên gì? Cái dòng kiếm bà nà này là nó có giá thể sống tự nhiên như thế này rất là tuyệt vời nha mọi người. Trong này nó mất ngủ nó nhiều lắm nên mọi người trồng nó lên cái con như nấm luôn. Đấy. Trong này mất ngủ nhiều lắm nha, về lớn to nha mọi người. Cái con này rất là khỏe nha mọi người. Mọi trồng lại đẹp đấy. Làm các chậu nó dòng xếp về rất đẹp nha mọi người. Xếp rất là nhiều lá này. Đấy. Rồi về đầu tiên về này là 107 nhưng mà cho gì lớn kiếm bà nà nha mọi người kiếm bà nà nở hoa rất đẹp nha mọi người rồi tiếp theo là đến về số 2 anh số 6 150 cho 2 gì lớn này rồi đây là về đầu tiên này đấy thấy đứng chậu rất đẹp nhưng mà em người bày trồng nó ra rễ ra đấy rồi đấy, rễ này rất là to khỏe rồi tiếp theo là cây số 2 này. Cái này nó có giá thể sống rồi mọi người về thay một ít giá thể nó được nhưng mà đấy mắt có ngủ rồi đó. Trong này rất nhiều rồi đấy.
này còn một cái nụ này mà nó nụ nó hơi bị ấy như mày đấy. Rồi, hình số 6 150 cho 2 dì lớn. Tiếp theo là điển hình số 7 150 cho 2 dì luôn. Đây dì lớn đầu tiên này đấy. Này còn được một cái nụ như mày đấy. Rồi tiếp theo là điển dì số 2 này đấy, nguyên dì cũng đẹp như mày đấy. Cây này nó cứ lên này đấy. Đây ngọn này nó cứ lên lá lần lần nó đẹp như mày đấy. Dòng này nó xanh quanh năm luôn đấy, rất đẹp luôn. À. 2 dì 150 nhưng mà người về số 8 theo này lấy hình số 8 150 2 dì lớn luôn. Ở đây dì đầu tiên này nó rất đẹp. Rồi tiếp theo lấy dì số 2 này đấy, cây con nó mọc liên tục nha người này đó, mọc lên đây lần lần nó hình thành lây nha, cây mẹ nó to như thế này và lá nó lây liên tục như thế này nha người đó. Dòng này rất hay đấy. Rồi 2 dì nha người, hai dì này 150 hình số 8. Tiếp theo là đến loại 100.000 em người về số tâm này, hình số 9 100.000 hai dì lớn. Rồi đây dì đầu tiên này nó ngồi tự nhiên nó mọc có cả cây đấy nữa này đấy. Rồi tiếp theo là đến dì số 2 này hai dì nhưng mà hai dì lăng kiếm bà na người về số tâm số 9. Tiếp theo là đến hình số 10 100.000 cho hai dì. Rồi đây dì đầu tiên này đấy, củ nó rất là to nhưng mà nó lên lá rất đẹp đó. Người về trồng chậu thì rất là ok nhưng mà đó. Rồi tiếp theo là đến về số 2 này đó, hai về kiếm bên này nhưng mà này là hoa có một cái còn một cái nụ này đó. Rồi hình số 10 100 tiếp theo là đến hình số 11 100 nghìn cho 3 gì. Rồi đây về đầu tiên nhưng mà đó, tiếp theo là đến về số 2. Đấy, cây này nó mọc cây con liên tục đấy, nhìn nó đẹp nha mày. Và tiếp theo hình số 3 này, nó ba về kiếm bạn nào nha mày. Đấy, còn các mắt hoa nó nằm hết trong cái bẹ này nha mày. Hình số 11 100 đấy. Tiếp theo là đến hình số 12. 100.000 cho bốn về nha mày, là kiếm bạn nào. Đây về đầu tiên này, đó. Và tiếp theo là đến về số 2 này, đó. Đẹp nha mày. Đấy, dòng này xếp về rất đẹp luôn. Và tiếp theo về số 3 này. Đó, tiếp theo là đến về số 4 nhưng mà đó, cái con đang lên này nó 4 gì đấy, dòng này nó ra hoa trong các bẹ lá này đấy. Đó, trong này là có mắt các mắt hoa nhưng mà đấy, cứ bẹ này nào nó cũng có mắt hoa trong này nhưng mà này lại được một cái ngồng này này ra hoa rồi đấy. Rồi 4 gì nhưng mà 100.000 hình 12. Tiếp theo là đến hình 13 100.000 cho 6 gì. Đây gì đầu tiên này, tiếp theo gì số 2 này, về số 3 này, về số 4 này, về số 5 này, về số 6 này, này cái con lên liên tục nha mọi người. 6 giờ kiếm bà nà nha mọi người, hình số 13, 100.000 cho mọi người về số tâm. Đó là lần kiếm bà nà. Rồi, rồi ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến mọi người cái dòng lan hương vani nha mọi người, đấy hương vani. Cho mọi người ngắm hương vani nở tí nè. Nó hương bên này nó nở như xuống hoa luôn đấy. Mà trồng mà cái thòng xuống này kia nó nở từng mắt hoa này kia, nó ra cái dạng chùm bông như thế nhưng mà rất đẹp nhưng mà hoa thơm. Rồi đó là lan hương bên này nhưng mà hương bên này rất đẹp nhưng mà. Rồi thì đây là những cái thân của nó này. Cái thân này thì chưa hoa lần nào nhưng mà thì nó trùng lá lần lần lên, thì những cái thân này nó đã già rồi thì nó sẽ ra hoa nhưng mà nó hoa lần lên trên đó nhưng mà nó trưởng thành đâu lần ra hoa tới đó nhưng mà đây là các mắt hoa cũ này. Nó như những cái thân này nó ra hoa lên tới ngọn rồi nhưng mà cái mắt nào chưa lên thì nó sẽ ra hoa lên đó. Đây này, đây là những mắt hoa của nó nhưng mà một chùm như thế này nó gồm rất là nhiều bông nhưng mà dòng hương vani, dòng hoàng thảo cho hoa rất đẹp nhưng mà những cây rất dài nhưng mà rồi 100.000 cho người về sưu tầm hoàng thảo hương vani nhưng mà 100.000 cho 50 bản lớn này. Rồi đây là nguyên bản đầu tiên này, nó ngồi tự nhiên thì nó mọc như thế này nhưng mà đó, thân của nó thân lá nó càng tím thì hoa nó càng đậm nhưng mà đó, đây là nguyên bản đầu tiên này. Đó, tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Đấy, đây thân tơ của nó này đó.
Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 này. Đấy. Rồi tự nhiên nó như vậy này. Đấy. Tiếp theo là nguyên bản số 4 này. Đó, thân tơ nó đây như vậy nè, thân tơ động lá rồi, chỉ chờ ra hoa thôi. Đó, tiếp theo là nguyên bản số 5 này. Đó, thân tơ nó này, đây, thằng ấy như vậy, đấy. Trong hoàng thảo cho hoa rất đẹp như vậy. Đấy. Hương vani hình là số 14 rồi, đây 100.000 trong người về sưu tầm. Tiếp theo là đánh hình hình số 15. 100.000 cho năm nguyên bản. Đây nguyên bản đầu tiên nhưng mà đó, hai thân tơ này. Rồi nguyên bản số 2 này. Tiếp theo là nguyên bản số 3 này, đấy, thân tơ rất dài nhưng mà. Tiếp theo là nguyên bản số 4 này, là được hai thân tơ này. Nguyên bản số 5 này, đấy. Được cái thân tơ như thế nhưng mà. Rồi, năm nguyên bản hương vani hình số 15 100.000 cho người về sưu tầm. Tiếp theo là đến hình số 16 nhé mọi người. 100.000 cho năm nguyên bản lớn. Đây là nguyên bản đầu tiên này. Đấy, tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Đó, cây lớn nhé mọi người. Tiếp theo nguyên bản số 3 này. Đấy. Tiếp theo là nguyên bản số 4 này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 5 này. Đấy, cây thân dài nhé mọi người. Rồi, phương vani hình số 16 nhé mọi người. 100. Tiếp theo, đấy hình 17 100.000 cho năm nguyên bản này. Đây nguyên bản đầu tiên này. Đó. Rồi tiếp theo. Bản số 2 này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 4 này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 5 này, đó, 5 nguyên bản hương vani nha mọi người. Rồi hình số 17 100 cho mọi người về số tâm. Tiếp theo là đến hình số 16 nhé mọi người. Hình số 18 100.000 cho 6 giờ lớn nhé mọi người. Này hàng rời mọi người về ghép lại nha. Rồi đây là ngày đầu tiên này. Đó, cái một thân tơ đây, còn thằng thằng hoa của nó này. Đó, nó rụng lá lên tới ngọn này nhưng mà. Rồi tiếp theo là đến về số 2 này. Đấy, thằng này khá là to nha mọi người. Chưa thằng này chưa hoa này. Đấy, thằng lớn như mày. Nào tiếp theo là đánh về số 3 này. Đánh về số 4 này. Đấy, nó thằng chưa hoa này. Đấy. Nhiều thân tơ như mày. Đấy, tiếp theo là về số 5 này. Đó, thằng chưa hoa này. Đấy, này thằng mới lên này. Đấy, theo về số 6 này. Nó thằng chưa hoa này. Đấy. Rồi 6 giờ hơn bên đây hình 18 nhé mọi người, 100.000 cho mọi người về sưu tầm. Tiếp theo là đến hình số 19 nhé mọi người, 100.000 cho 8 giờ. Rồi đây giờ đầu tiên này, đấy. Thằng tơ ở đây này. Rồi tiếp theo là đến về số 2 này, đấy, thằng tơ ở đây, đấy, thằng già của nó này, đấy, thằng chưa hoa này, đấy, 2 này. Rồi tiếp theo về số 3 này. Hình số 3 đó. Về số 4 này, đấy, thân tơ nó này, đấy. Về số 5 này đấy. Thì dòng hương vani thì nó đơn thân như thế nhưng mà đấy, ra một thân một cái như thế. Về số 6 này đấy. Về số 7 này đấy. Hai thân này đấy. Về số 8 này đấy. Ít khi nó có cái gì bự nhưng mà nó thường như thế này thôi. Hình 19 100.000 cho 8 giờ. Tiếp theo là đến hình 20 100.000 cho 15 giờ nha mọi người. Đấy. Có các gì? 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. Đấy. 5 này. 6 này. 7 này. 8 này. 9 này. Đấy, có những thằng tơ hết nha mọi người. 10 này. 11 nè, 12 nè, 13 nè, 14 nè, 15 về nha mọi người, 15 về hương vani hình số 20 nha mọi người về sưu tầm ghép vào. Tiếp theo là đến hình số 21 nha mọi người, hình này 100.000 cho 30 về, này là các cây nhỏ hơn, nhiều về hơn nha mọi người về ghép thêm 2 nè, 3 nè. 4 nè.
5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè. Đó. Lá nó càng đậm thì hoa nó càng đậm nha mọi người. 10 nè. 11 nè. 12 nè, 13 nè, 14 nè, 15 nè, 16 nè, 17 nè, 18 nè, 9 nè, 20 nè, 21 nè, 22 nè, 23 nè, 24 nè, 25 nè, 26 nè, 27 nè, 28 nè, 29 nè, 30 nè. Đó. Rồi, bằng hương vani nhiều về nha mọi người, 30 về 21 100 mọi người về sưu tầm. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em có được 4 phần lan hoàng thảo tam bảo sắc nha mọi người. Đấy, hoa ba màu rất đẹp nha mọi người. Đấy. Nó là hoàng thảo tam bảo sắc nha mọi người. Rồi, mùa này thì cây em đã rụng lá rồi, chỉ chờ ra hoa nha mọi người. Đấy. Một số cái thì nó cũng đang hoa nè. Đấy, này mới hé ra nè. Đó, nó chưa bung mà hẳn nó luôn nha mọi người. Đấy. Chuẩn bị tới mùa hoa của hoàng thảo tam bảo sắc rồi. Đó, nó chưa căng được mà nè, nó như thế này là đẹp rồi nha mọi người. Đó, hoa ba màu rất đẹp nha mọi người. Một mắt nó nở nhiều bông nha mọi người. Đây là các cái thân tơ này, đấy, thân tơ chuẩn bị cho hoa nha mọi người. Đấy. Một số cái thì nó cũng sắp ấy rồi nha mọi người, sắp ra hoa rồi. Đấy. Này, đó, nằm dấu trong này nè. Chuẩn bị có hoa nha mọi người. Đấy. Rồi hình 22, 100.000 cho 7 nguyên bản nha mọi người. Mùa này hoàng thảo tam bảo sắc là lên một số cái lên cây con, một số cái đang rụng lá chuẩn bị cho hoa nha mọi người. Rồi, đây là cây nguyên bản đầu tiên, đấy mầm hoa nó rất dài nha mọi người. Rồi tiếp theo nguyên bản số 2 nè. Đấy thân hoa nó đây nè. Đó. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 nè. Này được nhiều mầm tơ nha mọi người. Đó, mà tự nhiên nó mọc lên thế thôi. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 4 nè. Đó. Thằng hoa nó này. Rồi tiếp theo là bạn số 5 này. Đấy, thằng hoa nó này. Rồi bạn số 6 này, đấy, cây con thằng tơ đây. Rồi bạn số 7, đấy, cây này thì đang ra được mấy bông hoa nhưng mà đây hoa tam bảo sắc rất đẹp. Rồi, hình 22, 100.000 cho 7 nguyên bản. Tiếp theo là đến hình 23. 100.000 cho 7 nguyên bản luôn. Đây nguyên bản đầu tiên nè, lên cây con này, này thân chuẩn bị ra hoa nha mọi người. Tiếp theo là nguyên bản số 2 nè. Đây chuẩn bị sắp hoa nha mọi người. Một số cái lên đụng hết đây, 2 nè. Nguyên bản số 3 nè, đây là hai thân tơ, nhiều thân tơ này chuẩn bị có hoa nha mọi người. Nguyên bản số 4 nè, hai thân tơ nè. Nguyên bản số 5 nè, hai thân tơ đây. Bạn số 6 này, cái này đó, cái thân tơ, cái thân tơ nó đây. Rồi thế này là số 7 này, đấy, lên cây con này. Rồi hình 23 nha mọi người, 100.000 cho người về sưu tầm. Tiếp theo là đến hình là số 24, 100.000 cho 8 nguyên bản. Đây là nguyên bản đầu tiên này, đấy, thì cây đang lên cây con dài này. Này đang nụ nha mọi người. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này, anh cây con đấy, đang nụ hoa nha mọi người nè. Tiếp theo nguyên bản số 3 này, nguyên bản số 4 này, đấy, cây thân tơ này. Rồi nguyên bản số 5 này, đấy như thế nhưng mà thân tơ. Nguyên bản số 6 này, đấy, thân tơ đang lên, này thân hoa này. Rồi nguyên bản số 7 này, đấy. Mãi số 8, đây, thằng hoa đó đấy. Rồi 8 nguyên bản nha mọi người, hình 24, 100.000 cho người về sưu tầm. Tiếp theo là đến hình 25, 100.000 cho 20 về. Đây là các hàng rời nha mọi người, đây hàng rời cũng có 20 về như thế này nha mọi người. Các thằng hoa này cũng khá là dài nha mọi người. Đây này, những cái thằng hoa này về mọi người về chơi đấy nè. Đấy. Các thằng hoa đã rụng lá rồi, chỉ chờ ra hoa thôi mọi người. Đây, một số cái nó sẽ đó, nứt hết trơn rồi nha mọi người. Rồi một phần hoàng thảo tam bảo sắc rơi này, 20 về nhưng mà 100.000 cho người về ghép. Đấy, như thế này mọi người về ghép lại thì nó rất là rực rỡ luôn nha mọi người. Đấy, này chỉ vài cọng thôi mà nó rực rỡ đó này. Đấy, rất đẹp luôn.
A Lăng hoàn thảo tam bảo sắc. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em có hai cái phần lăng kiếm ruby. Đấy, dòng kiếm này hoa rất độc đáo nha mọi người. Hoa to nha mọi người. Hoa to. Rồi này mà ít gặp đó nha mọi người. Lăng kiếm ruby lá nó cứng nha mọi người. Hình 26 150 chi nhà lớn này. Bữa có khách nhiều khách dặn mà em cũng không nhớ là ai anh em. Giờ em quay lên đây thì có chú anh chị xem được hình một chút nha. Đấy, cây con nó đang lên nha mọi người. Đấy, cây con đang lên. Này cây lớn này, đấy dòng kiếm ruby rất đẹp nha mọi người. Đó, nguyên tổ nguyên dèo nó luôn. Đấy. Hoa to đẹp nha mọi người. Đấy, kiếm ruby. Đấy, lá của nó rất là cứng cáp nha mọi người. Đấy. Đó này. Đang ở chỗ này ở chỗ em gọi ta gọi là lăng kiếm ruby, với còn tên chính xác của nó là kiếm gì thì em cũng rõ nha mọi người. Hoa của nó đây. Đấy. Rồi hình này hình 150 cho cái gì lớn đấy nha mọi người. Rồi cái hình này hình 100.000 cùng kiếm ruby và lọng này, một viên bản lọng và một chìa kiếm ruby này. Đấy, này kiếm ruby hôm nay mình có thể về tách rộng được. Đấy, tách ra hồng điện nguyên như thế này cũng được nha mọi người. Rồi về kiếm ruby này. Đấy, về lớn. Đấy, và một cái cây nguyên bản lọng nha mọi người. Lọng sưu tầm mọi người về. Đấy, lăng lọng nha mọi người. Bờ hoa nó như thế này. Đấy. Rồi, hình 27, 100.000, hai loại, mọi người về sưu tầm, kiếm ruby và lọng nha mọi người. Đó. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay, em có lăng kiều ca nha mọi người. Rồi, kỳ hôm nay rất là đẹp nha mọi người, đấy, thì kiều ca hàng rừng rất là đẹp luôn, đấy, mọi người về trồng, cây rất khỏe nha mọi người, đấy, cây rừng này kia về thì ngồi tự nhiên về người trồng ở này kia là nó có sức đề kháng rất khỏe luôn đấy. Đấy, cây hàng rừng chất lượng, cây này thân xanh đen luôn nha mọi người, nó thân lá xanh đen này, cái lá lên gần rất đẹp nha mọi người, kiểu lá kiều như này là ok rồi nha mọi người, 2, 4, 6 lá nha mọi người, quá đẹp luôn kiều cam. Rồi, hình 28 nha mọi người, 150 cho hai dì lớn này. Rồi đây là dì đầu tiên này, dì thân lá đẹp nha mọi người, em người về trồng. Đấy. Kiều thì này là đa số là kiều rừng, nếu mọi người về ghép này kia thì nó sẽ ra rễ mới này. Đấy, nên mọi người cố định lại là ổn định là rễ nó ra nó bám vào cơ thể này, nó giống như trên rừng thôi. Đấy. Không rất là ok như vậy. Đấy, lăng kiều cam đấy. Rồi, về đầu tiên nha mọi người, này, thân lá đẹp nha mọi người. Đó. Quá đẹp luôn. Đấy. Rồi về lớn đầu tiên, về lớn đầu tiên. Đấy, tiếp theo là đánh về số 2 này. Đấy, kiểu thân lớn nha mọi người. Thân lá nó như thế này, đấy, cây đang nụ luôn nha mọi người. Nụ này, nụ chi chít luôn nha mọi người. Những cây như này thường rất là khỏe nha mọi người. Nụ không này. Đấy, mùa này thì mùa sắp vào mùa lăng rừng rồi nên cây nó ra nụ nha mọi người. Đấy. Đó. Rồi, hai về kiều lớn, kiều cam lớn đẹp nha mọi người. Quá đẹp luôn. Về làm chậu đứng này là ok rồi nha mọi người. Tạo sản phẩm. Rồi, hai dây kia đầu tiên 150 nha mọi người, số tầm hình 28. Tiếp theo là đến hình số 29 nha mọi người. Hình này 150 cho hai dây lớn nha mọi người. Kiều thì rất là được ưa chuộng nha mọi người. Đấy, vì nó rất là dễ trồng và đặc biệt là nó thường xanh quanh năm luôn. Đấy, nó không có mùa nghỉ nên người về trồng ra hoa rồi cây con nó lên cái này kia rất đẹp nha mọi người. Đấy. Vừa lúc đầu. Đấy. Đó, thân lá đẹp nha mọi người. Đấy, một số cái thì nó cũng cho nụ. Đấy. Đấy, nụ hoa này nha mọi người. Đây một số cái nhú nụ này. Đấy. Rồi về trồng đấy, thân lá đẹp nha mọi người. Đó, rồi tiếp theo đến về số 2 này. Đấy, cây cũng lớn nha mọi người. Đấy, những cây to như thế này thường nó rất là khỏe nha mọi người. Đang nhú nụ hết nha mọi người. Kiều đang nhú nụ ấy này. Đấy, mọi người về chăm. Đấy, những cây này vòi hoa rất dài nha mọi người, nhú nụ rồi này. Đấy. Rồi, hai về 150 nha mọi người. Đấy. Và mùa này thì nó có nụ rồi, còn không là nó chuẩn bị ra hết rồi. Đấy. Thì em cũng soi kỹ được. 30 này, 100.000 cho hai về lớn này. Ở đây về đầu tiên này. Đấy. Rồi, thân lá quá đẹp rồi nha mọi người. Đấy. 1 2 3 4 5 6 7 8 lá luôn này. Đấy. Quá đẹp, đấy, thân lá đẹp, thân người về sưu tầm. Đó. Rồi, tiếp theo đến về số 2 này, đó, nguyên về rất đẹp nha mọi người. Đó,
đó, quá đẹp luôn. Đấy. Rồi hình số 30 nha mọi người, 150. À 100.000 cho hai dề nha mọi người. Phần lá đẹp. Tiếp theo là đến dề số 31 nha mọi người. Đấy 31 100.000 cho ba dề lớn này. Rồi đây dề đầu tiên này, đấy thân lá đẹp này. Đó. Quá đẹp rồi nha mọi người. Đấy thân lá như thế này là ok rồi. Đó, cây cũng đang nhú nụ hết, mọi người về có hòa chơi đấy. Rồi tiếp theo đến dề số 2 này. Ở dề số 2 còn có 1, 2, 3, 4 thân tơ nha mọi người. Đấy, người về trồng lên cây con chăm sóc nha mọi người. Rồi tiếp theo là đến về số 3. Đấy, cái này cây kiều thân tím nha mọi người. Đấy, đang có nụ hoa luôn này. Đấy. Rồi, 3 dề 100 nha mọi người. Về số tầng. Đấy, đang kiều. Đấy. Hình 31 nha mọi người. 100. Tiếp theo là đến hình số 32 này. 100.000 cho 3 dề lớn luôn. Rồi đây về đầu tiên này, còn có 1, 2, 3, 4 thân tơ này. Đó, cây rất đẹp nha mọi người, lá đẹp nè. Rồi tiếp theo, đến về số 2 này. Đây còn có 1, 2, 3, 4 thân tơ này, đây, kiều đẹp nha mọi người. Đấy, một số cái nó có khả năng là ra kiều mỡ gà cũng có nha mọi người. Rồi thân nó bung này. Rồi tiếp theo, đến về số 3 này. Đấy, số 3 nha mọi người. Rồi 3 dề kiều 100.000 cho người về sưu tầm hình số 32. Tiếp theo là đến hình số 33. 100.000 cho 3 dề lớn không? Rồi đây dề đầu tiên này, đã nhiều thân tơ nha mọi người, thân lá cũng rất là ok. Rồi tiếp theo là đến dề số 2 này, dề là số 2. Đấy, thân lá cũng đẹp nha mọi người. Rồi tiếp theo là đến dề số 3 này. Đó, dề thân lá cũng đẹp luôn. Đấy. Đang nụ nha mọi người. Rồi 3 dề kiều đẹp nhưng mà 100.000 hình 33. Tiếp theo là đến hình số 34, 100.000 cho 6 dề. Ở đây dề đầu tiên này, dề là cũng khá là hay nhưng mà cái đứng chậu đẹp. Đấy, thân này nó hơi vung nhưng mà nó không có giống cái kiều cam, nó giống cái kiều ấy. Đấy, thân vung nhưng mà kiều cam thường thân nó tròn mà lại vung. Đấy. Rồi tiếp theo là đến dề số 2 này, nó mọc cùng với cây dương sĩ này. Rồi tiếp theo dề số 3 này, 1, 2, thân vung nhưng mà dề số 4 này, đấy, thân vung này, dề số 5 này. Đó. Rồi tiếp theo dề số 6 này, đó, 6 dề kiều nha mọi người, hình này 100 cho người về số tầm, đấy, kiều đẹp nha mọi người, hình 34, 100. Tiếp theo là đến hình số 35 nha mọi người, 100.000 cho 6 dề. Ở đây dề đầu tiên này, đấy. Này thân này thân bung xanh rõ ràng rồi nha mọi người. Này giống kiểu mỡ gà hơn nha mọi người, về số tầm. Rồi tiếp theo đến dề số 2 này, đấy. 1 2 3 4 5 thân tơ, đấy. Thân bung này, đấy. Thân lá cũng hay nha mọi người. Dề số 3 này, đấy. Nụ hoa này nói đó, đấy. Rồi tiếp theo về số 4 này. Đó. Rồi tiếp theo về số 5 này. Đó. Đang có nụ hoa này. Đó. Về số 6 này. Đó. 6 về nha mọi người. Người về sưu tầm. Hình 35, 100. Tiếp theo là đến hình 36 nha mọi người. 100.000 cho 7 về. Đây về đầu tiên này. Đây còn có 3 thân tơ nha mọi người. Thấy đứng chậu này. Đó. Về số 2 này. 3 thân tơ này. Về số 3 này, đấy, 3 thân tơ nha mọi người. Này giống kiểu mỡ gà hơn nha mọi người. Về số 4 này. Đấy, 1 2 3 này. Về số 5 này, đấy, nhiều thân tơ này. Đó. Về số 6 này. Đấy, 1 2 thân tơ này. Đấy. Số 7 này. Chúng mình bán mọi người về số tầm thôi, được cái gì hai cái đó nha mọi người. 36 100.000. Vậy dê. Tiếp theo là đến hình 38, 100.000 cho 12 dê. Rồi đây về đầu tiên này. Đó, đây nha mọi người, thân vung xanh nha mọi người. Tiếp theo về số 2 này. Đó. Về số 3 này, cái này thân tím nha mọi người. Hoa khá là hay. Về số 4 này. Đó. Về số 5 này. Đó. Về số 6 này. Đấy, cây đẹp nha mọi người. Về số 7 này. Đó. Về số 8 này. Đấy. Về số 9 này. Đấy. Này cây này bằng ươm đây rồi. Về số 10 này. Đấy.
số 11 này. Đấy, giờ số 12. Số 12 giờ kiều nha mọi người, giá 100.000 cho người về sưu tầm. Đấy. Kiều rất đẹp nha mọi người. Hình 37 100. Tiếp theo là đến hình 38 nha mọi người, 100.000 cho 15 về. Còn có các gì này, 1 nè. Rồi về số 2 nè. Về số 3 nè. Về số 4 nè. Số 5 nè. 5 nè. Về số 6 nè. Về số 7 nè. Về số 8 nè. Về số 9 nè. Về số 10 nè. Về số 11 nè. 12 nè. 13 nè, 14 nè. 15 về nè. Đó. Hình này hình 100.000 cho 15 về. Rồi, hình 39, 100.000 cho 45 về giống. Đấy, cái này thì các cây nhỏ nha mọi người. Thì này hàng giống người về lấy về trồng. Đấy. Trong này là một số cái nó giống như kiểu mỡ gà nha mọi người. Đấy, không phải kiểu cam đâu. Đấy. Người về trồng. Đấy. 45 cái gì nhỏ như thế này nha mọi người. Đấy. Cái nào nó không có gì hết trơn rồi. Đấy. Nhỏ nhưng mà nó đầy thấy đó. Người này về thích hợp làm thích trồng số lượng nhiều nha mọi người. Người về lấy cái này về làm giống. Đấy, quá trời luôn. Nó có gì hết trơn rồi nhưng mà rồi 45 cái gì giống 100.000 hình 39 người về sưu tầm. Rồi tiếp theo là đến hình số 40 nha mọi người. Kiều cam thanh lý nha mọi người, 100.000 cho 7 gì lớn này, bán giá thanh lý 100.000 người về trong. Đấy, cái hàng thì nó rất ok, nó chẳng có vấn đề hết nhưng mà đấy, bán hết rồi người về trong. Rồi để về đầu tiên này đó, thân lá cũng ấy nhưng mà năm người về trồng lấy cái thân cây con này về thôi. Rồi tiếp theo đến về số 2 này đó, rồi tiếp theo đến về số 3 này đấy, rồi tiếp theo về số 4 này đấy, về số 5 này đấy. Rồi về số 6 này, số 7 này đó, 7 về lớn nhưng mà bán tâm lý cho mọi người về trong. Rồi hình số 40 nha mọi người, 100.000. Rồi tiếp theo là đến hình số 41 nha mọi người, hàng nguyên bản 100.000 cho hai nguyên bản này. Rồi đây là nguyên bản đầu tiên này, đấy, thì ngồi tự nhiên thì nó mọc như thế này nha mọi người, cây rất nhiều thân tơ này. Đấy này mọi người chỉ việc về đặt chậu thôi, đấy, cũng có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 thân tơ thôi nha mọi người. 9 10 thân tơ luôn, cái thân nó đẹp nha mọi người. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Cũng có 1 2 3 thân tơ nha mọi người, 3 thân tơ kiều. Người về sưu tầm hình 41 nha mọi người. Tiếp theo là đến hình 42, 100.000 cho hai nguyên bản này. Rồi đây là nguyên bản đầu tiên nha mọi người. Thân này thì thân nó vung vàng nha mọi người, nó giống như kiều mỡ gà hơn nha mọi người. Thì tiếp theo là nguyên bản số 2 này, cũng có 1 2 3 thân tơ nha mọi người. Cây đang nụ nha mọi người, nụ hoa. Rồi, nguyên bản nó luôn nha mọi người, 5 người về sưu tầm. Đấy. Hai nguyên bản hình số 42 100. Dạ rồi, tiếp theo là đến hình số 43, 100.000 cho ba nguyên bản này. Và đây nguyên bản đầu tiên này. Đó. Cùng rất nhiều thân tơ nha mọi người. Rồi tiếp theo nguyên bản số 2 này. Đấy, vừa kiều vừa lăng lọng nha mọi người, lọng. 5 người về sưu tầm thêm. Đấy. Rồi tiếp theo nguyên bản số 3 này. Đấy, gồm có 1 2 3 thân tơ này đó. Rồi ba nguyên bản kiều nha mọi người. Đấy rất đẹp, kiều rừng 43 100. Rồi tiếp theo là đến hình 44, 100.000 cho 5 nguyên bản. Rồi đây nguyên bản đầu tiên này. Đấy, ngồi tự nhiên thì nó mọc như thế này thôi. Đấy, cái thân lá vàng ươm nha mọi người. Đấy. Thì cái này mọi người có thể mua thêm các hàng này, mọi người về ghép thêm cũng được nha mọi người. Ngồi tự nhiên thì nó mọc như thế này nha mọi người. Đấy. Kiều nó thích ở những vùng ẩm như vậy, giá thể thoát nước là được như vậy. Đấy, rong rêu này, đấy, rong rêu là những môi trường ẩm nhưng mà giá thể phải thoát nước. Đấy. Rồi tiếp theo đánh cái kiều số 2 này, đấy. Rồi cái số 3 này, đấy. Rồi tiếp theo cái số 4 này, đấy. Rồi tiếp theo cái số 5 như vậy, 5 kiều mọc chung cùng với cái lăng thành đạn như vậy. Rồi hình này hình 144 nha mọi người, về sưu tầm. Rồi tiếp theo là đến hình 45, nguyên bản 3 loại lan nha mọi người. Nguyên bản thứ nhất là lan
lọng này, đấy, lọng mọi người về sưu tầm, đấy, nguyên bản luôn, không cần phải ghép nữa. Rồi lan hoàn thảo ngọc thạch nha mọi người, hoàn thảo ngọc thạch này có loại hai màu, ba màu nha mọi người, một này, hai này, ba, bốn thân tơ này, đấy, cái con đang lên nha mọi người. Đấy. Rồi hai nguyên bản thanh đạm nha mọi người, thanh đạm mùa này đang nụ này, đấy. Rồi tiếp theo nguyên bản số 2 này, đấy, cái này nụ hoa của nó nha mọi người, nó đang nụ này, nụ xong là bắt đầu nó lên cây mới nha mọi người. Đó. Rồi hai nguyên bản thanh đạm này, một nguyên bản ngọc thạch này, một nguyên bản lọc, đấy, căng in cho người về số tâm hình 45. Rồi tiếp theo hình 46 cũng bao lộn sậu nha mọi người, 100.000 không có tổng hợp các loại lan, thứ nhất là lan rau mực này, rau mực lá đỏ nha mọi người. Rau mực lá đỏ này. Đó, lan rau mực này. Đó, lan rau mực này, rồi lan tóc tiên này. Đó, rồi huyết nhung này, huyết nhung con nha mọi người. Rồi lan gấm thượng hải này. Gấm thượng hải này hoa đẹp nha mọi người. Lan gấm thượng hải này. Đó. Rồi lan hoàng thảo vàng cam nha mọi người, hoa này cũng độc đáo nha mọi người. Hoàng thảo tam bảo sắc này. Đấy, cây lọng này, đấy, bản lọng này. Rồi một cây kiều, lá cũng rất là độc đáo nha mọi người. Kiều này khá, lá khá hay nè. Nguyên bản nó luôn, đấy, lá nó bóng bẩy mà nó kiểu vàng, cách rất là độc đáo luôn. Đấy. Như thế này nó có hoa này nha mọi người. Rồi các cây lan lọng sao nè. Rồi gấm thượng hải này, rồi huyết nhung đỏ này, đấy, là thanh đạm này, đấy, đang vòi hoa này, chuẩn bị có hoa này, đấy, đây cũng hoa này, đấy. Rồi cái combo lồng sầu nha mọi người, hình 46 là hình cuối cùng ngày hôm nay nha mọi người, đấy. Rồi mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại là 070-611-5694, thì trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và gửi đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Giờ là bên em đồng giá ship 30k trên một đơn hàng, ship này ship nhanh tầm 2 đến 3 ngày mọi người nhận được hàng nha. Giờ là thống nhất phí ship là 30k trên một đơn hàng, một đơn thì 30k, nhiều đơn thì 30k nha mọi người. Mọi người nhận hàng chỉ thanh toán 30k ship là xong. Giờ rồi, một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, ủng hộ cái kênh Kênh Đông Súc thời gian vừa qua. Thì để nhận những clip mới, mọi người nhấn vào nút đăng ký kênh đúng này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người. Rồi một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em, cũng giống như ủng hộ người đồng bào tại địa phương em, thì người ta đã bỏ chút công sức vào rừng hay nhớ nhành lan về cho mọi sưu tầm. Dạ em xin chân thành cảm ơn. Rồi chúc tất cả mọi người một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Và em xin phép dừng clip tại đây và hẹn mọi người nhân video bán hàng tiếp theo nha mọi người. Rồi em xin phép chào tất cả mọi người ạ. Rồi.